Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng máy làm cắm viên nhỏ cho tôm, làm cắm nổi cho cá, lại làm được cắm chín cho lợn, vậy hãy xem clip này của chúng tôi. Sau một thời gian tìm hiểu về công ty nói chung và máy đun viên thức ăn chăn nuôi Bình Minh nói riêng, thì hôm nay khách hàng tại Thanh Hóa đã lên xưởng để trực tiếp được kỹ thuật bàn giao công thức làm cắm nổi và hướng dẫn sử dụng máy. Máy đun viên thức ăn chăn nuôi Bình Minh là dòng máy làm cắm nổi hiện đại đầu tiên tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc, máy sinh ra lượng nhiệt cao, giúp tiêu diệt nhiều vi sinh vật có hại trong nguyên liệu, hạn chế mầm bệnh, giúp người sử dụng yên tâm cho cả những vật nuôi có hệ tiêu hóa kém như lợn. Như mọi người thấy trên màn hình, viên cám mới làm ra có thể nổi luôn trên mặt nước. Qua nhiều thử nghiệm của công ty chúng tôi, cám có thể ngâm được trong nước 4 giờ đồng hồ mà không bị tan hay chìm. Và hôm nay với nhu cầu chính của khách hàng muốn làm cắm nhỏ cho tôm và cắm nổi cho cá thì hôm nay chúng ta sẽ thử máy với hai mặt sàng 1 ly và 3,5 ly. Ngoài ra máy còn có các mặt sàng khác như 1,5 ly, 2 ly, 2,5 ly cho đến 5 ly phù hợp với từng giai đoạn chăn nuôi và vật nuôi khác nhau. Nhờ sử dụng động cơ chính 15kW nguồn điện 380V giúp máy vận hành khỏe khoắn kết hợp với hai motor nhỏ, một motor giảm tốc 0,75kW được lắp cho buồng đảo trộn và một motor 0,75kW dùng cho bộ phận giao cắt cám. Thiết kế hiện đại với bảng biến tần giúp quý khách dễ dàng điều chỉnh tốc độ đảo nguyên liệu và giao cắt cám. Nhờ vậy, viên cám khi ra tròn đều, chắc mịn và đẹp nên có thể đem đi xuất khẩu hoặc kinh doanh cám. Vậy, tại sao quý khách hàng nên mua máy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh? Thứ nhất, máy được sản xuất tại xưởng, chúng tôi làm chủ hoàn toàn linh phụ kiện, đảm bảo với giá thành phù hợp, rẻ nhất so với thị trường hiện nay. Thứ hai, máy được bảo hành 6 tháng tại xưởng và hỗ trợ kỹ thuật máy trọn đời. Ngoài ra, khi mua máy, quý khách hàng sẽ được tặng kèm 5 mặt sàng tùy chọn và 20 dao cắt cám. Mọi thắc mắc cần giải đáp, quý bà con có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận phía bên dưới hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại hotline của công ty để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Nếu thấy clip hay và bổ ích, bà con nhớ ấn đăng ký và quả chuông phía bên dưới để nhận được những clip mới nhất của công ty. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi, chúc bà con chăn nuôi thành công!